Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái ảnh động để up lên website. Thì khi mà sử dụng hình ảnh trên website thì có hai dạng hình ảnh, một là tĩnh, hai là động. Hình động là các cái dạng ảnh như này. Các cái dạng ảnh mà có nhấp nháy hoặc là có di chuyển thì nó có thể làm bằng Photoshop hoặc là bằng Flash. Để làm ra ảnh động bằng Photoshop thì cũng rất đơn giản, không gì khó cả. Ví dụ như với cái thằng như này nhá, mình sẽ thử xem là nó làm như nào. Mình sẽ đào cái ảnh động này từ trên mạng về. Rồi ok, đây là cái ảnh động. Sau đó mình sẽ mở cái ảnh động này vào trong Photoshop, mình phân tích nó. Thì để làm một cái ảnh động ấy thì nó phải có hai cái layer, một layer màu chính và một layer màu phụ, hoặc là hai layer màu khác nhau đi. Hai layer này sẽ thay nhau hiển thị trên website thì nó sẽ thành cái ảnh động, thế thôi. Thì bây giờ mình làm sao để xuất được cái file Photoshop có hai layer khác nhau này thành cái ảnh động? Thì để xuất được, mình sẽ vào Windows, mở bảng là bảng timeline. Ok. Thì có thể là tùy theo cái bản mà nó hiện ra, ví dụ bản mình CC2015 thì nó sẽ như thế này. Khi bạn mở cái phần Windows timeline như này thì nó đôi khi là nó có hai mục ở chỗ này. Thì các bạn phải chọn là grid frame animation, một cái là grid video. Ví dụ như là mình thử tắt cho các bạn xem. Đợi mình tí. Delete này. Đây mình thử mở lại là Windows, hoặc là mình mở bên này đi. Mình tạo file mới cho các bạn xem. Ví dụ như ở bên đây file mới đây, khi bạn bật timeline này thì nó sẽ hỏi là grid frame video timeline, hoặc là đây một cái các bạn bấm nhầm đấy trên nhá. Các bạn phải chọn nó là grid. Đây timeline đây, các bạn chọn vào tam giác, các bạn chọn là grid frame animation thì nó thành cái như này. Đấy, nó sẽ thành này. Ví dụ khi bạn tạo layer ra. Đây mình tạo bên này nó artboard không đúng lắm. Cái này mới chính xác. Đây, các bạn sẽ chọn grid frame animation, sau đó các bạn bấm vào đây. Đó thì nó thành như này. Đấy, cứ thế thì ví dụ như là cái hình như này. Các bạn thấy là khi mà các bạn có hai layer chẳng hạn. Đây. Thì các bạn muốn nhấp nháy ấy, thì các bạn sẽ chú ý này, các bạn sẽ tạo grid frame animation. Ở cái frame 1 thì các bạn để cái hình ảnh của cái layer này thì các bạn mở mắt nó lên. Các bạn tạo một cái frame nữa là cái frame thứ hai, các bạn mở mắt layer này lên. Thì các bạn thấy là cái layer 1 sẽ là cái hình ảnh bên dưới được mở mắt, cái thứ hai này sẽ là cái bên trên cũng mở mắt. Thì các bạn thấy là khi mà nó chạy nó cứ nhảy này. Để các bạn cho cái thời gian xuất hiện của nó thì các bạn sẽ bấm vào biểu tượng này. Các bạn chọn nó là ví dụ như mỗi cái trong khoảng độ là 0.5 giây. Và cho nó chạy mãi mãi, chứ nó không chạy một lần là nó dừng lại. Mình sẽ cho nó chạy mãi mãi. Thì lúc mình chạy thử này, đấy nó như thế này, đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ xuất file. Nếu các bạn muốn tạo nữa thì cứ thế các bạn làm thôi. Ví dụ bây giờ mình thích thêm một hình nữa thì các bạn ví dụ như mình thêm cái hình này, đúng không? Nó là frame thứ 3 chẳng hạn. Thì các bạn thấy là ví dụ như cái 1 mình không thích hiển thị ẩn đi, cái 2 không thích hiển thị ẩn đi, các bạn tạo thêm cái nữa. Cái thứ 3 này mình có nó thì mình mở nó lên, ẩn 2 này đi được. Thì các bạn thấy 1, 2, 3 chạy thử, bấm vào đây và nhớ là chọn nó là forever. Bây giờ xuất file, các bạn sẽ chọn là export và các bạn chọn là lưu for web, save for web. Cái này nó bị lỗi một tí, mình cắm USB vào. File và các bạn chọn nó là export, chọn save for web. Rồi cái này phải lưu dưới dạng web. Thì khi lưu dạng web thì trên cái mục này nó có cái mục gọi là đuôi GIF. Thì các bạn chọn là đuôi GIF là đuôi ảnh động. Đó, thế thôi. Các bạn muốn nhiều màu, các bạn cho 128 màu. Màu càng nhiều nó càng nặng, nhưng mà màu ít thì nó xấu, cứ để tầm 128, 256 cũng được. Thì đây là cái
cái kích thước các bạn sẽ xuất lên web. Ví dụ là người ta yêu cầu là 500 thì là đây nó là 323 thì là thừa sức đủ này. Đấy. Ok. Vì cái này nó giá trị này là nó là 323 thì tưởng tượng nó là 323 của phần 1000 đi. 323 của 1000. Thì 1000 sẽ là 1 mê thì 323 chưa được 1 mê. Đó các bạn ấn server ở desktop. Và các bạn sẽ ấn save. Rồi đại khái thế. Sau đó các bạn sẽ kiểm tra này bằng việc là các bạn sẽ chuột phải vào nó, chọn property. Nó sẽ là 331.5 KB đây. Còn nếu mà mình lưu file shop lại, Ctrl S, desktop, server, thì kiểm tra ở đây nó là đuôi shop. Thì nó là đây, đây là file shop. Thì các bạn phải chú ý làm này nhá. Sau đó mình kéo thử lên website mình kiểm tra. Đó. Rồi ok. Thế là được. Chú ý là lúc mình xử lý file không được to quá và xuất cái này thì để xuất file lên mạng ấy thì tất cả mọi thứ nó đều là đơn vị là pixel và độ phân giải là 72. Thế thôi. Chúc bạn thành công.